một broker quân sự người Nga có liên hệ với Điện Kremlin, tuyên bố rằng các lực lượng Nga gần Adiivka đang làm chậm đáng kể tốc độ tấn công mặt đất từ phía Bắc và phía Nam Adiivka để tập trung vào các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí tiền phương của Ukraine và gần các khu vực hậu phương của họ. Lực lượng Nga có thể đang tiến hành chiến dịch phong tỏa lực lượng Ukraine ở vùng lân cận Adiivka, nhưng hỏa lực dày đặc này rất có thể là sự chuẩn bị của không quân và pháo binh trên chiến trường trước làn sóng tấn công mới của Nga. Các blogger quân sự khác của Nga cũng mô tả những hành động này là hỗ trợ chuẩn bị, có lẽ cho các cuộc tấn công tiếp theo. Có lẽ quân đội Nga đang chuẩn bị chuyển sang tấn công tiền tuyến do bộ binh chỉ huy sau các đợt pháo kích hàng nặng để bù đắp cho những tổn thất đáng kể về trang thiết bị ở Adipka trong tháng 10. Dự án định vị địa lý của Geoconfirm đã sử dụng các hình ảnh vệ tinh có sẵn để xác nhận rằng lực lượng Nga đã mất hoặc hư hỏng 197 phương tiện kể từ ngày 9 tháng 10. Dự án nêu bật rằng Nga có thể đã mất 99 phương tiện trong đợt tấn công đầu tiên từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10 và 94 chiếc trong đợt tấn công thứ hai từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 10. Ngoài ra, có 4 xe được xác nhận và 18 xe có khả năng bị mất trong khoảng thời gian từ 24 đến 31 tháng 10. Joe Confirm mô tả các hoạt động của Nga gần ADFK là tốn kém nhất trong cuộc chiến với Ukraine. Theo quanh RIPA, Nga có bước tiến lớn, siết chặt vòng vây quanh ADFK, các vị trí Ukraine ở ngoại vi thành phố tan vỡ trên cả ba hướng Bắc, Đông và Nam các đơn vị Nga tiếp tục tấn công vào các công sự của đối phương xung quanh Avdiivka. Cùng với đó, họ đang nỗ lực tiêu diệt lực lượng Kiev rút từ các khu vực khác tới tăng viện cho thành phố. Ở sườn phía Bắc, Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công hiệu quả dọc theo tuyến đường sắt phía tây bắc Krasnogorovka. Nhờ đó, họ đã giành chỗ đứng gần tuyến đường sắt. Ngoài ra, các quân nhân Nga đã tìm cách vượt qua hàng phòng ngự đối phương ở phía nam Vesioloi ở phía đông nga đã săn bằng chiến tuyến dọc đường cao tốc ở khu vực phía nam kamenka ở xuân phía nam các đơn vị nga đang tiến tới khu vực lân cận khu vực kiên cố tại tersaskaya okhota các đơn vị ukraine ở đây đã bị bao vây trong nhiều ngày và hoàn toàn bị cắt nguồn cung cấp tương tự lực lượng xung kích của quân đội nga đã giành trận địa cũ của đơn vị phòng không ukraine tạo thành hình bán nguyệt trong 24 giờ qua, Nga đã có những bước phát triển tốt nhất trên hướng Severnoy, nơi mà nhờ một cuộc tấn công hiệu quả. Họ đã tiến được đáng kể đến cả tiểu khu Kimmik và Severnoy, còn một km nữa là đến làng. Đồng thời, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các đơn vị tổng hợp của nhiều lũ đoàn đã cố gắng phản công từ Povomarskoy và từ phía tây nam Adivka, nhưng quân nhân Nga đã giành chỗ đứng Do nhiệm vụ chính của Nga tại khu vực Adivka trong tuần này là củng cố và mở rộng các vị trí thuận lợi đã kiểm soát trước đó, bước tiến đáng kể gần đây từ cả hai bên sườn cho thấy giải pháp thành công và sự quay trở lại của hoạt động tấn công tích cực. Bất chấp những nỗ lực của Ukraine nhằm giáng những đòn chí mạng từ Novo Kalinovo, Petrovskoy và Povomaskoy cũng như quân tiếp viện thường xuyên, quân đội Nga đang dần siết chặt gọng kìm xung quanh Adivka nơi ngày càng trở nên khó phòng thủ. Trang Aviapro dẫn các nguồn tin từ bộ quốc phòng nga ngày 2 tháng 11 đưa tin, các đơn vị đặc nhiệm thuộc bộ quân khu miền trung của nước này đã sử dụng súng cối trên âm gan trong chiến dịch quân sự tại ukraine. Tuyên bố của bộ quốc phòng nga nêu rõ, các binh sĩ của đơn vị đặc nhiệm thuộc quân khu miền trung đã sử dụng súng cối gô kết hợp với các tổ súng máy bể bắn tỉa và chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm cất cánh cho nhiều loại máy bay không người lái trong khi tránh gây sự chú ý đối với ukraine việc điều chỉnh hỏa lực và đánh giá thiệt hại của đối phương do máy bay không người lái đảm nhiệm một binh sĩ có biệt danh nakonka cho biết súng cối gol đã chứng minh hiệu quả trong nhiều cuộc giao tranh và hoạt động tấn công của nga đang gây nhiều thiệt hại cho ukraine súng cối triệt âm gol được thiết kế dành riêng cho các đơn vị của lực lượng đặc nhiệm sử dụng để tiêu diệt nhân lực đối phương được trang bị áo giáp hay đang ở trong công sự. ưu điểm chính của vũ khí này là trọng lượng nhẹ, tính cơ động cao, cho phép người sử dụng nhanh chóng thay đổi vị trí. Go có tầm bắn hơn 1.000m, tốc độ bắn 15 phát một phút. Ngoài ra, súng cối Go có kết cấu khá đơn giản, gồm một ống phóng, hai chân đế và thiết bị ngắm bắn. Súng nặng khoảng 13kg, đầu đạn nặng 1,9kg chứa thuốc nổ mạnh và nhiều viên bi thép để tăng cường khả năng sát thương với sơ tốc đạt 122 m trên giây. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, thượng viện có kế hoạch soạn thảo một dự luật riêng phải bao gồm thêm cả các gói hỗ trợ cho Ukraine và giải Gaza. Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ quân sự trị giá 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel và không cung cấp thêm ngân sách cho Ukraine Gói ngân sách trên được thông qua với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Đây là một tỷ lệ hiếm hoi đối với gói ngân sách hỗ trợ Israel, vốn thường nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong lưỡng đảng. Ngoài trừ một số nghị sĩ đảng Dân Chủ, các nghị sĩ còn lại trong đảng này đều phản đối dự luật được tân chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề xuất, bởi điều đó sẽ phá hủy kế hoạch của Tổng thống Biden nhằm thúc đẩy việc thu thuế của Sở Thuế vụ Mỹ. Điều này sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi trong Thượng viện, nơi các thành viên lưỡng đảng ủng hộ một dự luật bao gồm các khoản hỗ trợ cho Israel, Ukraine và Đài Loan, Trung Quốc. Tổng thống Biden đã đề nghị một gói ngân sách như vậy trị giá 105 tỷ đô la Mỹ và các quan chức Nhà Trắng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã phủ quyết dự luật của Hạ viện bởi nó hạn chế ngân sách cho Israel và mang tính đảng phái. Đảng Cộng Hòa đang tăng cường gây sức ép bằng mọi giá, cho rằng Hạ viện phải thông qua gói hỗ trợ cho Israel mà không được trì hoãn, bởi đây là một cách hành xử có trách nhiệm về mặt tài chính. Ông Alexei Polichuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, những nỗ lực của Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là điều rõ ràng. Ông Polichuk cho biết, Nỗ lực đó diễn ra ngay trước chuyến thăm của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi tới nhà máy vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ông còn cảnh báo, Ukraine không tuân thủ 7 nguyên tắc do Tổng Giám đốc IAEA Grossi đưa ra nhằm đảm bảo an toàn vật lý và hạt nhân trong một cuộc xung đột vũ trang, cũng như năm khuyến nghị để đảm bảo an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chúng tôi lên án những hành động như vậy của Kiev, và kêu gọi các nước phương Tây đừng nhắm mắt làm ngơ trước những trò chơi nguy hiểm của họ, một trò đùa với lửa, lửa hạt nhân. Theo ông Politruk, mọi nỗ lực nhằm kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi một cách hiệu quả. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số quan chức tại Kiev cho rằng sở dĩ quân đội Ukraine gặp khó trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga là do tốc độ chuyển giao vũ khí chậm chạp của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Times, một trợ lý thân cận của Tổng thống Zelensky đã nêu bật vấn đề khác. Quan chức này tiết lộ, thực sự Ukraine đã không có đủ nhân lực để sử dụng các phương tiện do phương Tây gửi tới. Mặc dù Ukraine không tiết lộ số binh sĩ thương vong trong cuộc xung đột, nhưng phương Tây ước tính con số này vào khoảng 100.000 người hiện Ukraine đang cố gắng kêu gọi và vận động người dân tham gia nhập ngũ. Theo Kiev Independent, khi xung đột kéo dài, nhiều chỉ huy Ukraine bày tỏ lo ngại về việc thiếu lực lượng chiến đấu và phải đưa những người chưa qua huấn luyện ra chiến trường. Đây không phải là lần đầu tiên Kiev đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự. Hồi tháng 4 vừa qua, Ukraine đã đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải bổ sung nhân lực để chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn sau khi chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh tại Bakhmut.